Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1278-1279, Giao Càng Khôn, khi xưa đại lục đệ nhất nhân, sự xuất hiện của hắn, nhường dây leo hoa tàn bọn người đều rung động, trong lòng cuốn lên kinh đào hải lãng, đã từng thân là huyết mạch thánh địa hội trưởng Giao Càng Khôn, là đáng mặt đại lục đệ nhất nhân, hơn 200 năm trước mất tích bí ẩn sau đó, đại lục ở bên trên vẫn như cũ còn lưu truyền truyền thuyết của hắn. Có người nói hắn còn sống, cũng có người nói hắn cũng sớm đã chết, nhưng dây leo hoa tàn bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại ở cái địa phương này nhìn thấy dao càng khôn, hơn nữa hôm nay dao càng khôn, vậy mà trở thành hắc tu hội hội trưởng bên người một gã hộ vệ, loại rung động này, so với cái gì đều phải tới làm bọn hắn kinh hãi Mà càng khiếp sợ vẫn là huyết mạch thánh địa lĩnh đội, chính là huyết mạch thánh địa một vị phó hội trưởng, mắt sáng lên, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Hắn hải nhiên mắt nhìn khâu bột thuần, khó trách khâu bột thuần trưởng lão đối với người áo đen kia một mực mười phần cung kính, không nghĩ tới hắc y nhân kia càng là huyết mạch thánh địa khi sư hội trưởng đại nhân. Khâu bột thuần trưởng lão sư tôn, ngài, thực sự là giao càng không tiền bối. Dây leo hoa tàn nhịn không được vạn phần chấn kinh vấn đạo, lấy giao càng không thân phận địa vị, hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi hắn một tiếng tiền bối, ha ha ha, dưới gầm trời này, chẳng lẽ còn có người có thế giả mạo lão phu không thành. Giao càng không cười lớn một tiếng, ông, một cổ vô hình uy áp kinh khủng lan tràn ra. Cổ uy thế này, hạo đẳng thâm thúy, giống như như thần linh, bao trùm tại dây leo hoa tàn quy tắc của bọn hắn phía trên, cho bọn hắn áp lực vô cùng cực lớn, lão phu trước đây sở dĩ mất tích, chính là bị quan hy nhi tính cả dị ma tộc người hãm hại, bị giam giữ tại phiêu miễu cung, là Trần Huynh xâm nhập phiêu miễu cung, cứu ra lão phu, bằng không lão phu e rằng bây giờ còn bị giam giữ tại phiêu miễu cung không rõ sống chết. Giao càng không lạnh giọng nói, trên thân xác cơ phun trào, dây leo hoa tàn bọn người chỉ cảm thấy phản phất đặt mình vào tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, cơ thể không tự chủ được trung lẫy bẫy, giao càng không cho áp lực của bọn hắn quá lớn, thật giống như một ngọn núi lớn đồng dạng, áp bách trên người bọn hắn, chẳng lẽ giao càng không đại nhân cũng chạm tới cái kia một tia cảnh giới. Đột nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, dây leo hoa tàn bọn người thân thể chấn động mãnh liệt, bằng không căn bản không đủ để giải thích giao càng khôn cho áp lực của bọn hắn vì sao lại lớn như vậy, cùng là đỉnh phong võ đế cực hạn, thực lực dù là có mạnh có yếu, cũng không khả năng tương ngộ kém lớn như vậy, mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi vẫn là giao càng khôn đối với tần trần thái độ. Thiếu niên này đến tột cùng là ai, bọn hắn nhìn chằm chằm tần trần, trong lòng không cách nào an bình, lấy giao càng khôn thân phận, liền xem như hắc tu hội trần thanh cứu được hắn, cũng không khả năng bởi vì cái này mà thần phục đối phương, ở trong đó ác hẳn còn có khác nguyên nhân, vãn bối, gặp qua giao càng không tiền bối. Dây leo hoa tàn bọn người nhau nhau đứng lên hành lễ. Đây là đối với đã từng đại lục người thứ nhất cung kính, lấy giao càng không thân phận cũng hoàn toàn tiếp nhận lên, tiền bối chứng minh, chúng ta tự nhiên tin tưởng, chỉ là, chỉ là các ngươi còn có lo nghĩ đúng không? Giao càng không cười lạnh, đến rồi bọn hắn cấp độ này, đương nhiên sẽ không bởi vì một người nào đó thân phận mà đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm dù sao đây là quan hệ đến tự thân đại sự giao càng không thản nhiên nói đã như vậy như vậy thì để các ngươi gặp một người công tôn triết đem người dẫn tới giao càng không thoại âm rơi xuống đại sảnh đại môn lập tức mở ra công tôn triết mang theo viên thiên hoáng đi đến phịch một tiếng đem viên thiên hoáng ném vào giữa đại sảnh trên mặt đất người này tên là viên thiên hoáng chính là đấu vũ hội phó hội trưởng, bây giờ đấu vũ hội hội trưởng, trước đây không lâu đã từng có một người thần bí tiến công hắc tu hội, chính là Thượng Quang Hy Nhi, mà người này cũng cùng Thượng Quang Hy Nhi có tiếp xúc, đồng thời đối không gian phong ấn âm mưu cũng mười phần hiểu rõ, chư vị nếu không tin, đều có thể đối nó tiến hành sưu hồn. Viên Thiên Hoáng nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nghe được sưu hồn hai chữ, càng là dọa đến giống như run rẩy. sư hồn là một hạng mười phần nguy hiểm thủ pháp, một khi có bất kỳ sơ hở, linh hồn của hắn liền sẽ sụp đổ, trở thành một không có ý thức đứa đần, nhưng viên thiên hóa trên thân bị xuống đủ loại cấm chế, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho giao càng không bọn người bài bố. Ta tới. Quỷ diêm la thứ nhất đi ra, ánh mắt âm hàng, nghe được giao càng không nói hắn đã từng giao thủ người áo đen kia là thượng quan hy nhi sau đó, trong lòng của hắn kỳ thực đã tin tám chín phần, cũng chỉ có cái này, mới có thể giảng giải mấy người bọn họ lúc đó vì cái gì không có thể đem người áo đen kia lưu lại, hô, từng đạo âm lãnh quỷ khí lan tràn ra, quỷ diêm la thân là thiên quỷ tông tông chủ. Sư hồn thủ pháp tự nhiên là trò chuyện quen tại ngực, một chút xíu âm lãnh sức mạnh, trong nháy mắt tràn vào viên thiên hoáng trong đầu, phút chốc hắn, hắn đã chiếm được mình muốn đáp án, ta cũng tới. Còn có ta. Tử ma dạy tàn sát tuấn giật giáo chủ và đằng gia dây leo hoa tàn bọn người, cũng đều nhao nhau đi lên phía trước, loại chuyện này, nhất thiết phải tự mình động thủ. Mới có thể tin tưởng, cũng may mấy người cũng là lớn lục cao cấp nhất cường giả, liên tục sư hồn phía dưới, vậy mà không có nhường viên thiên hoáng não hải sụp đổ, mà bọn hắn cũng đã nhận được mình muốn có được đồ vật, từng cái sắc mặt trắng bệt, không nói gì không nói, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đây hết thảy, vậy mà thật là phiêu miểu cung cùng đấu vũ hội âm mưu. Dây leo hoa tàn bọn người mới thì thào mở miệng, trong lòng vẫn thất kinh không thôi, chư vị, có phải hay không còn hơi nghi ngờ. Lão Phu ở đây kỳ thực còn có một cái chứng cứ. Bỗng nhiên, giao càng không cười, chỉ là nụ cười của hắn, lại tràn đầy vô tận âm trầm, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy giao càng không ánh mắt, vậy mà ngưng kết ở huyết mạch thánh địa lĩnh đội cái kia một cái phó hội trưởng trên thân các hạ còn chuẩn bị ngụy trang tới khi nào? Giao càng khôn lạnh như băng nói, giao. Hội trưởng, thuộc hạ không biết ngươi ở đây nói cái gì. Bộ kia hội trưởng không rõ nhìn xem giao càng khôn, trong giọng nói có nghi hoặc cùng khẩn trương, ha ha, còn phải tiếp tục trang tiếp sao? Dị ma tộc người. Giao càng khôn cười lạnh một tiếng, không nói nữa, đưa tay liền vồ bắt mà đến. Một bàn tay cực kỳ lớn giống như màn trời, đem bộ kia hội trưởng trong nháy mắt bao phủ ở bên trong bộ kia hội trưởng sắc mặt đại biến trên thân bột phát ra một luồng khí tức đáng sợ vanh một tiếng kinh sợ đánh ra một trưởng đồng thời thân hình bạo tiếp đó lui xông ra đại sảnh đồng thời phẫn nộ quát giao hội trưởng ngươi làm cái gì làm cái gì tại trước mặt bản tọa còn nghĩ ngụy trang mặc dù trên người ngươi dị ma tộc khí tức đã ẩn nấp vô cùng tốt đáng tiếc bản tọa bị nhốt phiêu miểu cung hơn 200 năm, mỗi ngày cùng dị ma tộc giao tiếp, trên người ngươi khí tức, bản tọa làm sao có thể không biết. Giao càng không trong tiếng cười lạnh, bàn tay kia đã hung hăng rơi xuống, mà cái kia huyết mạch thánh địa phó hội trưởng làm sao có thể ngăn cản được giao càng không bắt. Lập tức liền bị trùng lên kinh khủng đáng giận a. À. Bộ kia hội trưởng trên mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, cùng lúc đó khí tức trên thân cũng từ từ trở nên gian ác đứng lên, một chút xíu âm lãnh sức mạnh từ trên người hắn ầm vang hiện lên mà ra, vô biên ma khí bao phủ mà ra, biên cùng ngăn cản được giao càng không công kích, đồng thời liền muốn trốn vào hư không, thoát đi nơi đây, cái gì? Ma khí này. Hảo âm lãnh ma đạo khí tức, thậm chí sau bản tọa tử ma dạy khí tức càng thêm âm u lạnh lẽo gian ác. Chẳng lẽ đây chính là dị ma tộc người? Tàn sát cúng giật bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn chồng chọc vào na dị ma tộc người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết dị tộc người, nhưng ngoại trừ khí tức trên người càng thêm âm u lạnh lẽo bên ngoài. Căn bản nhìn không ra có cái gì đặc biệt, hừ, tại bản tọa trong tay cũng nghĩ trốn. Giao càng không lạnh trên một tiếng, trong ánh mắt bắn mạnh hàng mang, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, phản phất có nhật nguyệt tinh thần đang xoay tròn, vô tận chân nguyên hiện lên, đem bộ kia hội trưởng vây quanh vây khốn, Chú Hồng bừng tỉnh phó hội trưởng, ngươi lại là dị ma tộc người. Khâu bột thuần mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn xem bộ kia hội trưởng, căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn là trơ mắt nhìn xem cái kia trứu Hồng bừng tỉnh phó hội trưởng từ một cái huyết mạch thánh địa quản sự, từng bước một trở thành trưởng lão, hạch tâm trưởng lão, cuối cùng đảm nhiệm phó hội trưởng, lại không nghĩ rằng lại là dị ma tộc người. Ha ha ha, ngươi khốn không được ta, bảo cho ta na dị ma tộc người bị dao càng không bàn tay bao khỏa trong lòng biết không trốn thoát được cắn răng một cái trong nháy mắt dẫn bạo nhục thân lập tức một cổ không cách nào hình dung khí tức khủng bố lập tức tràn ngập ra một cái đỉnh phong võ đế tự bạo uy lực đáng sợ đến bực nào nhưng bên ngoài phòng khách đột nhiên tràn ngập ra một cổ kinh khủng trận quan tính cả dao càng không đem cái kia nổ tung trong nháy mắt kẹt ở một cái cực nhỏ chỗ sưu một đạo bóng người màu đen từ cái kia trong bạo tạc xông ra, xông thẳng bên ngoài phòng khách, đây là Linh hồn chi lực. Quỷ Diêm La bọn người hải nhiên vô cùng, linh hồn chi lực đến rồi bọn hắn cảnh giới này, trên cơ bản đều sẽ tu luyện, nhưng chưa từng có nghe nói qua một cái đỉnh cấp võ đế tự bạo sau đó. Linh hồn chi lực còn có thể bình yên vô sự, xông ra nơi này, dưới gầm trời này, đích thật là có một chút cường giả cấp cao nhất có thể làm được trong truyền thuyết đoạt xá trùng sinh cái gì, thế nhưng chút, cũng là lợi dụng một chút thủ pháp đặc biệt, hoặc bên dưới ngoài ý muốn, nhưng giống cái này dị ma tộc người, tùy ý dẫn bạo nhục thân, linh hồn còn có thể phi động tình huống nhưng là lần thứ nhất gặp phải. Hơn nữa tại nhục thân tự bạo sau đó, cái này dị ma tộc người khí tức tà ác chẳng những không có yếu bớt, ngược lại cường thịnh hơn, mắt thấy bóng đen kia liền muốn xông ra đại sảnh, đột nhiên đại sảnh trận quan lại một lần nữa quanh quẩn đứng lên, lần này, trận quan trở nên phiêu miễu đứng lên, từng đạo cấm chế ánh sáng lóe lên, ẩn chứa một loại đặc thù chi lực. Thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn đều có thể ngăn cản, phịch một tiếng, dị ma tộc bóng đen đâm vào trận trên ánh sáng, cư nhiên bị gãy trở về, không có khả năng, lực cấm chế này có thể ngăn lại bản tọa, làm sao có thể. Na dị ma tộc cường giả vạn phần hoảng sợ, màu đen linh hồn cái bóng không ngừng vặn vẹo, rõ ràng ở vào vạn phần trong lúc khiếp sợ hừ cái này có gì không thể nào tần trần cười nhạo một tiếng kỳ thực sớm tại thiên lôi ngoài thành thời điểm hắn liền nhìn ra cái này dị ma tộc thân phận bất quá cũng không ra tay thôi mà là cố ý ngay tại lúc này nói toạt mà thôi tần trần đối với dị ma tộc cấm chế lý giải bố trí một cái ngăn cản linh hồn hơi thở cấm chế không phải lại cực kỳ đơn giản đáng giận bóng đen kia phát hiện mình căn bản là không có cách lao ra sau đó, lập tức thay đổi vị trí mục tiêu, hướng thẳng đến tử ma giáo giáo chủ tàn sát tuấn dật bạo lướt mà đến, nó hiển nhiên là muốn đoạt xá tàn sát tuấn dật nhục thân, mà tu luyện ma đạo lực tàn sát tuấn dật đối với nó cái này dị ma tộc người có cực lớn lực hấp dẫn, không tốt. Tàn sát tuấn dật kinh hải. Trên thân đột nhiên hiện lên một đạo hắc sắc ma quang, đồng thời song trưởng bên trong hiện lên vô số ma văn, những ma văn này khuấy động ra từng đạo ma lực phi toa, hướng na dị ma tộc bóng đen hung mảnh đâm mà đi, kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng các hạ điểm ấy ma đạo tu vi, cũng nghĩ ngăn cản bản tọa. Na dị ma tộc nhân đại cười, vậy mà không nhìn tàn sát tuấn giật ma quan tập kích. Cơ thể giống như là xuyên thẳng qua tại hư vô không gian đồng dạng, phút chốc xuất hiện ở tàn sát tuấn giật trước mặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tràn ngập tàn sát tuấn giật não hải, giống như tử thần tới, chơi trong nháy mắt đủ dài. Mắt thấy tàn sát tuấn giật liền bị đoạt xá, tần trần lập tức động, lạnh rên một tiếng, một chưởng dò tới, hắn thôi động thiên hồn cấm thuật. Trong lòng bàn tay mang theo tí ti linh hồn chi lực, muốn cầm tù na dị ma tộc bóng đen, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Na dị ma tộc người phẫn nộ hét lớn một tiếng, một đạo hắc sắc quan mang xông ra, trong nháy mắt liền đem tần trần bao phủ lại, hào quang màu đen này mang theo một loại mê hoặc tổn thương sức mạnh linh hồn, nhưng tràng thượng dây leo hoa giấu bọn người bị cổ khí tức này ảnh hưởng đến. Lập tức đầu choáng ván hoa mắt, muốn nôn mửa ra, từng cái vội vàng thôi động chân nguyên tiến hành phòng ngự, đồng thời hải nhiên nhìn về phía tầng trần, tầng trần đưa tay vung lên, na dị ma tộc bóng đen phóng thích ra công kích linh hồn lập tức liền tiêu tan không thấy, cái này dị ma tộc người thực lực xác thực rất mạnh. Đại thái tương đương với trước đây đoạt xá ông tổ nhà họ cơ chính là cái kia dị ma tộc người trình độ. Nếu là lúc trước tầng trần, tất nhiên phải đi qua một phen ác chiến mới có thể chém giết cái này dị ma tộc người, nhưng mà trải qua lôi đình chi hải chi đi phía sau, tầng trần tu vi chẳng những đột phá đến đỉnh phong võ đế cảnh giới, càng là tại linh hồn rất nhiều phương diện đều có tăng lên kinh người, càng là trưởng khống tổ ma huyết trải qua. Đây là còn chưa hoàn toàn khôi phục dị ma tộc người đang trong mắt của hắn không đáng kể chút nào. Sau một khắc, tầng trần trong mi tâm một đạo linh hồn phong bạo đã bổ ra, ầm ầm, tại na dị ma tộc người sắp tiến vào tàn sát tuấn giật đầu trong nháy mắt đánh vào na dị ma tộc trên thân thể người. A. À, na dị ma tộc người hét thảm một tiếng, linh hồn khí tức không ngừng rung động, phát ra thống khổ dãy dụa, nó trong lòng hải nhiên vô cùng như thế nào cũng không dám tin tưởng một nhân loại lực lượng linh hồn thật không ngờ mạnh. Nó vội vàng muốn lui lại, tránh né Tần Trần công kích, nhưng đã không kịp, Tần Trần đưa tay, vô hình lực lượng linh hồn hóa thành một cái lưới lớn, đem na dị ma tộc người trong nháy mắt bao khỏa, hơn nữa lập tức thu vào trong tay, trước mắt bao người, cái kia phía trước còn phách lối vô cùng dị ma tộc linh hồn, giờ khắc này ở Tần Trần trong tay hoảng sợ giải dụa, lộ ra vạn phần vẻ sợ hãi tần trần tiện tay đem na dị ma tộc người linh hồn thu vào càng không tạo hóa ngọc điệp trong đại sảnh loại kia kiềm chế cùng khí tức âm lãnh quét sạch sành xanh tần trần lúc này mới trở lại chỗ mình ngồi thản nhiên nói chư vị đều ngồi toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ có ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền kết thúc dây leo hoa giấu bọn người thậm chí còn không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì na dị ma tộc người cũng đã bị tần trần đã thu phục được lúc này kinh ngạc đến ngay người dây leo hoa giấu bọn người lúc này mới giật mình tỉnh lại, từng cái lộ ra hải nhiên, tần trần hiển lộ cái này hai tay đem bọn hắn triệt để kinh trụ, thậm chí so với lúc trước đánh giết tiêu động lửa còn muốn kinh hải, ít nhất đánh giết tiêu động lửa bọn hắn có thể nhìn ra được chuyện trước sau. Nhưng mới rồi tần trần thu phục na dị ma tộc linh hồn quá trình, bọn hắn thậm chí đều không thể lý giải, trần Chị... huynh quả nhiên lợi hại. Dây leo hoa tàn bọn người rung giọng nói câu, nội tâm vẫn kinh hãi không thôi, bây giờ trong lòng bọn họ đã không có ý niệm khác trong đầu, đối với tầng trần tràn ra chỉ có kiên kỵ, thật là đáng sợ, lúc nào đại lục ở bên trên xuất hiện một vị như vậy cường giả cấp cao nhất, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, chư vị bây giờ tin tưởng lão phu nói lời đi. Cực kính đan đế nhàn nhạt một giọng nói, cực kính đan đế, lúc trước là chúng ta cẩn thận quá mức, nhưng ngươi cũng biết, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta có chỗ hoài nghi cũng là bình thường dây leo hoa tàn bọn người nhao nhao nói nội tâm cũng không còn bất luận cái gì hoài nghi vừa rồi ở đây phát sinh hết thảy đều nghiệm chứng cực kính đan đế khi trước nói tới nghĩ không ra dị ma tộc xúc tu cũng đã rời khỏi huyết mạch thánh địa bên trong thậm chí trực tiếp đoạt xác một cái huyết mạch thánh địa phó hội trưởng thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ liền huyết mạch thánh địa phó hội trưởng vậy mà đều là dị ma tộc đoạt xá chiếm giữ như vậy thế lực khác đâu một loại không rõ hàng ý, trong nháy mắt nước vọt khắp tất cả mọi người toàn thân. Vì đó run rẩy, dây leo hoa tàn đám người đã hạ quyết tâm, trở về thật tốt tương gia tộc cùng tông môn chỉnh lý một phen, nhưng mà bọn hắn khẩn trương là trước kia huyết mạch thánh địa trứ hồng bừng tỉnh phó hội trưởng cùng bọn hắn ở chung lâu như vậy, bọn hắn một chút cũng không thể nhìn ra, cho dù có dị ma tộc người giấu ở gia tộc bọn họ cùng thế lực, bọn hắn có thể phân biệt ra được sao? dây leo hoa tàn mấy người cũng không phải không có hoài nghi tới, đây có phải hay không là cực kính đang đế bọn người làm ra một cái bẫy, nhưng cuối cùng sau khi tự hỏi vẫn lắc đầu, dạng này cục là căn bản không cách nào làm ra, ít nhất giao càng không xuất hiện cùng huyết mạch thánh địa triếu hồng bừng tỉnh phó hội trưởng vẫn lạc cùng với vị cao thủ ma tộc xuất hiện, đây không phải là một cái đơn giản làm cục liền có thể giải thích. Chư vị, không nghĩ tới phiêu miểu cung như thế ti tiện, may mắn mà có chư vị, chúng ta mới có thể biết được chân tướng sự tình. Dây leo hoa tàn vội vàng rung giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia chân thành, nhưng cái này thiên lôi thành hắn cũng là căn bản không tiếp tục chờ được nữa, chỉ muốn mau rời khỏi ở đây, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nói cáo từ, bây giờ phiêu miểu cung lòng lan giả thú. Tất nhiên liên hợp thiên lôi thành đấu võ hội, bố trí xuống một cái như vậy âm mưu, chúng ta nhất thiết phải lập tức trở lại, vạch trần phiêu miểu cung âm hiểm dụng tâm, chư vị chúng ta liền cáo từ nói xong dây leo hoa tàn đứng lên chắp tay liền nghĩ rời đi quỷ diêm la cùng tàn sát tuấn giật mấy người cũng nhao nhao chắp tay mang theo dưới quyền mình cường giả chuẩn bị rút lui phiêu miễu cung là hiểm ác nhưng tần trần phía trước triển lộ ra thực lực cũng là để bọn hắn kiên kỵ vạn phần chậm đã tần trần từ tốn nói mặt mỉm cười dây leo hoa tàn cước bộ trì trệ quay người chắp tay nói không biết trần hội trưởng còn có chuyện gì chúng ta đem chư vị gọi tới, ngoại trừ vạch trần phiêu miễu cung âm mưu bên ngoài, cũng là nghĩ liên hợp đại lục các đại thế lực. Đối với phiêu miễu cung tiến hành chinh phạt, mấy vị cũng là thiên vũ đại lục nhân vật có mặt mũi, không bằng ở đây lập cái hiệp nghị, cùng nhau đối kháng phiêu miễu cung như thế nào. Tần Trần từ tốn nói, đây là tự nhiên. Dây leo hoa tàn mấy người thở dài một hơi, nếu như chỉ là liên hợp đối phó phiêu miễu cung, bọn hắn tự nhiên đồng ý, tiêu miểu cung cấu kết dị ma tộc. Người người có thể tru diệt, nhưng cụ thể ra bao nhiêu lực, vẫn là từ chính bọn hắn định đoạt, ân, tất nhiên mấy vị đáp ứng, vậy thì xin chư vị phóng xuất ra một đạo linh hồn khí tức, lưu lại ta thiên lôi thành, đồng thời từ giao càng không hội trưởng thiết hạ hồn tế A. Tần Trần rất là tùy ý nói, vừa dứt lời, trên sân bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, dây leo hoa tàn bọn người ánh mắt đại biến. Trầm giọng nói, Trần hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Lưu lại một đạo linh hồn khí tức, lập xuống hồn tế, nói đùa cái gì, cái gọi là hồn tế, tương đương với uống máu ăn thề, lại tương đương với phát thiên đạo lời thề, thậm chí so với cái này cả hai kết hợp lại, còn càng khủng bố hơn, hồn tế, là một loại đem người khác linh hồn chi lực tiến hành tế luyện. Hơn nữa lập xuống chú thuật cùng lời thề thủ pháp, một khi bọn hắn lập được hồn tế, hơn nữa lưu lại linh hồn khí tức, như vậy chỉ cần bọn hắn vi phạm lời thề sinh tử đều có thể sẽ bị người khác khống chế chuyện như vậy bọn hắn như thế nào cam nguyện đi làm này bằng với là đem sinh tử giao cho trong tay người khác bản thiếu ý tứ còn không rõ ràng lắm sao chư vị mặc dù đáp ứng liên hợp đối phó phiêu miễu cung nhưng chư vị danh tiếng trên đại lục cũng liền như vậy vì phòng ngừa chư vị sẽ cấu kết dị tộc bản thiếu nhường chư vị lưu lại linh hồn khí tức lập xuống hồn tế kỳ thực cũng là vì chư vị tốt. Không phải vậy dị ma tộc vô khổng bất nhập, phiêu miểu cung lại cường thế vô cùng, nếu chỉ là thuận miệng lập hạ hiệp nghị, ai lại sẽ tin đâu. Chỉ khi nào lập xuống hồn tế. Đến lúc đó đại gia liền có thể đồng tâm hiệp lực, đồng lòng đối kháng ngoại địch, cớ sao mà không làm. Đối với dây leo hoa tàn bọn người, tần trần là căn bản tin tưởng không nổi, nếu đã tới, lại há có thể nhường dây leo hoa tàn bọn người nhẹ nhõm ly khai nơi này các hạ cho là ăn chắc chúng ta sao? Dây leo hoa tàn bọn người giận dữ, từng cái trên thân bột phát lạnh khí tức khủng bố. Kinh khủng lĩnh vực bao phủ ra, trong tay hắn xuất hiện một mặt sắc khoáng, sắc khoáng lưu chuyển hạo đẳng khí tức, một bên quỷ diêm la cũng lạnh trên một tiếng, song đồng thì trở nên âm u hơn, sinh tử chi con mắt xoay tròn, xem thấu âm dương, tử ma dạy tàn sát tuấn giật toàn thân ma khí ngập trời, từng đạo ma khí bao phủ, bột phát ra kinh thiên uy thế, mấy người lĩnh vực liên hợp lại. Toàn bộ đại sảnh lập tức tràn ngập khí tức khủng bố, trấn áp tại trên người mọi người, bọn hắn tự nhiên không dám đối với tầng trần trực tiếp động thủ, nhưng lại có thể triển lộ một chút thực lực của mình, cũng làm cho đối phương biết mình một chút cũng không phải dễ treo, tầng trần lạnh trên một tiếng, không lôi kiếm vực trực tiếp duỗi ra, lấp bốt, trong hư không lập tức hiện ra vô tận lôi quang. Những lôi quang này vẫn sức chờ phát động, ẩn chứa khí tức đáng sợ, hơn nữa ở trong ánh chớp, từng đạo kiếm khí ngang dọc, bộc phát ra nghịch thiên sát cơ, lôi quang cùng kiếm khí ngưng kết, dung hợp không gian quy tắc, hình thành không lôi kiếm vực giống như là như vòi rồng vét sạch đi ra, trong khoảnh khắc, vừa rồi kiềm chế vô cùng đại sảnh lập tức thì ung dung đứng lên. Trong hư không càng là truyền đến từng trận vỡ tan thanh âm, dây leo hoa tàn bọn người nhao nhao kinh hãi sắc mặt đại biến, bọn hắn chẳng những không có cảm nhận được áp lực giảm đi, ngược lại là cảm nhận được một cổ đáng sợ đến mức tận cùng áp lực bao phủ trên người bọn hắn, lập tức toàn thân cứng ngắc không thôi, hơn nữa bọn hắn thi triển ra lĩnh vực lại bị một cổ lực lượng đáng sợ điên cùng áp chế. Không ngừng vỡ tan, vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, bọn hắn thi triển ra không gian lĩnh vực liền tan rã không còn một mống, mà cơ hồ là tại đồng thời, bọn hắn phát hiện mình cư nhiên bị trói buộc lại. Một đạo sát cơ nồng nặc lơ lửng ở tại bọn hắn đỉnh đầu, phản phất bọn hắn chỉ cần có bất luận cái gì vọng đồng, liền đạo này sát cơ trong nháy mắt sẽ rơi xuống đồng dạng. Này nháy mắt thời gian, dây leo hoa tàn đám người sắc mặt hết trắng rồi đỏ, đỏ lên lại trắng, tầng trần phía trước tại thiên lôi bên ngoài thành chém giết tiêu động lửa, vừa mới lại bắt cái kia dị ma tộc cường giả, bọn hắn cũng không phải trực tiếp đối mặt, đối với tầng trần thực lực cũng không có 10 phần trực quan hiểu rõ. Nhưng bây giờ cảm nhận được tầng trần sức mạnh sau đó, bọn hai video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký